Khương xin chào anh chị em đã đến với kênh YouTube của Hoàng Khương Bolero. Hôm nay đầu năm 2022, Khương review một sản phẩm G4 mới về, và Khương sẽ so sánh chi tiết những điểm giống nhau và khác nhau với cục E4. Và clip sau thì Khương sẽ test âm thanh cho cái cục G4 năm 2022 này. Bây giờ Khương bắt tay vào việc những điểm giống nhau và khác nhau nhé. Đây là cục E4. Các anh chị em đã quá quen với Khương rồi và đã xem rất nhiều clip test rồi cho khách rồi. Vì Khương review thì chỉ có một lần sản phẩm thôi, rồi những clip khác là chỉ là test độ khách luôn, khách A, khách B gì cứ để xuống nền nhà như thế này đây, không cắt ghép, không chỉnh sửa, không vào phòng thu gì hết, cứ ngồi xuống nền nhà và hát cặp mé lộ luôn. Tại sao Khương lại nói là E4 và G4? Vì cái thương hiệu á, cái thương hiệu ví dụ như thế này, Michelin gì ha, là in thôi, in chữ gì cũng được hết, tại vì bên Trung Quốc mà họ sẽ in nhiều nhiều chữ, nhiều mẫu mã khác nhau để họ lấy tiền người tiêu dùng của mình. Đây ví dụ như cái cục này là G4 nha, G4 mới nhất. Khương chỉ nói là G4 chứ Khương không nói là Manchet. Sau này họ sẽ ra tên khác nữa, và nhiều tên khác nữa ha. Các anh chị em cứ để ý đây, trong sách sử dụng của G4 cũng vậy luôn. Đây, họ đâu có in chữ nào đâu, đúng không ạ? Đâu có in chữ nào đâu, có nghĩa là họ có sẽ in nhiều nữa. Nhưng mà cái miếng giấy sử dụng này, họ sẽ in một lần thôi, một lần nhiều lên để bỏ vô luôn ha, có nghĩa là giống nhau hết. Như vậy là anh chị em đã hiểu. Đây ví dụ như đây cũng vậy, E4. Khương chỉ nói E4 chứ họ đâu có in cái chữ gì về thương hiệu vô đây ha, in ở ngoài thôi. Cái đó là cái nét thứ nhất. Và cái nét thứ hai giống nhau của G4 và E4 là tất cả các dàn nút 1, 2, 3 đều giống hết, đều giống hết ha. Tất cả 88 chế độ người vợt delay giống hết luôn, hoàn toàn giống nhau 100% ha, 100% giống nhau. Và G4 này nó cũng có màu trắng nữa nghe anh chị em. Vì Khương để cái màu như thế này để các anh chị em dễ phân biệt, nhìn bên phải là G4, bên trái là E4, cứ nhớ như vậy thôi ha. Và củ sạc của họ làm đây cũng giống luôn. Ở đây là màu trắng, củ sạc của G4 màu đen ha. Nhưng mà các anh chị em để ý nha, giống nhau, xài cho Tem Si này ha. Cái này dòng điện thoại cao cấp á, điện thoại Samsung bây giờ á, xài cũng được nha. Nếu mà có điện thoại Samsung A52 hoặc những đề cao á, OTG đó là xài chung luôn ha. Đó là cốc sạc kèm theo. Và tiếp theo một cái điểm khác duy nhất thôi, điểm khác duy nhất để Khương nói, có nghĩa là anh G4 này mới 2022 này, ảnh cái đường out ram ly á, là Canon nè. Các anh chị em đi nè, Canon. Còn cái ông E4 á thì ổng là 6 ly. Khác chỗ này nha các anh chị em đi. Bởi vì Khương mới hỏi á, là các anh chị em nếu mà có mua G4 á, thì báo cho Khương, và mua E4 bao Khương để Khương tặng cho đúng dây. Ví dụ như mua E4 là Khương phải tặng dây 6 ly. 6 ly ra hoa sen ha. Cái 6 ly hoa sen. Còn mà mua G4 nè thì Khương sẽ tặng là Canon ra hoa sen. Đó, nó chỉ khác như vậy. Cái đường ga, hai cái đường ga khác. Theo Khương dự đoán ha, Khương chưa test, để một chút Khương test video. Hai cục này chắc âm sẽ như nhau. Hai chắc này chắc âm livestream sẽ như nhau. Nhưng mà theo Khương đoán á, cái đường ga âm ly á, có thể ông này là 10, ông này là 9, là đường ga âm ly nha. Đó là hát ăn nhậu đó, hát ăn nhậu chứ không phải hát livestream nha. Tại vì đường ga của ông này 6 ly, được ông này Canon mạnh hơn nè. Ông này quýnh mạnh hơn, ga mạnh hơn. Ông này quýnh hơi yếu hơn, có thể là 9 với 10 ha. Các chị em phải cân nhắc để tìm những nơi nào gần nhất mua. Ví dụ như mình hát chuyên âm ly á, công sức lớn á, thì mình chơi G4, còn mình chơi gia đình á, thì mình chơi cũng có E4 cũng bình thường, không ảnh hưởng gì hết nha. Cái này là những dòng cao. Tại sao họ ra như thế này mà không ra cái mic nào hết? Có nghĩa là họ đã thiết kế cho mình
nhiều mẫu mic 48V, mic thu âm, mic gia đình hát được hết. Ông này cũng vậy luôn, y chang. Có nghĩa là một cục như thế này, hai cục này nó cũng không chênh lệch giá nhau. Ông này ổng nhỉnh hơn ông này có một chút thôi. Có nghĩa là ông này ông ra Canon theo khuyên đoán như vậy, với ông mới ra ổng nhỉnh cái giá hơn không nhiều, không nhiều. Hai ông này ổng tương đồng giá với nhau nhé, tương đồng giá. Ổng ưu điểm là như vậy và khuyết điểm là như vậy. Cái khuyết điểm nhà ổng là không có tặng kèm Mikigo gì hết, nó chỉ như vậy thôi, không kèm Mikigo nào hết, giống không phải như là G4 năm 2020-21 ha. G4 thì họ tặng 2 Mikigo và giá hơn có 1 triệu à. Đúng không ạ? Giá bán lẻ đó. Còn hai ông này, ổng chỉ có một cục này mà ổng lại là gần bằng giá với ông G4 luôn. G4 cũ á, đời cũ á nha, chứ không nói G4 này, hai ông này nè. Là ổng có nghĩa là ổng nhỉnh hơn nhiều, tiền nào của nấy mà. Ông Trung Quốc này ông sản xuất ra là như vậy. Có nghĩa là hai ông này ổng hay hơn gấp đôi, Khương khẳng định là hay hơn gấp đôi. Và hát, những cái người lớn tuổi hát rất là tuyệt vời và rất là nhẹ hát luôn. Đây là cái nút effect. Khách về mà chỉnh cỡ 60 như vậy thôi là rất tuyệt vời luôn nha. Đó là những cái ưu điểm và khuyết điểm chi tiết. Và Khương á sẽ test cái clip này một lát, Khương sẽ hát luôn cái với cái cặp mic thông dụng, cặp mic rẻ tiền vừa vừa thôi, để test được cái chất âm của cái G4 2022. Một lát Khương sẽ test là một cặp mic K10 đôi ha, K10 cặp mic này ha. Khương sẽ test thử một bài cho anh các anh chị em xem, cho một khách có đặt Khương rồi, để Khương test luôn, test với cặp mic này giá tầm trung, không lo phải là cao cấp lắm nha. Mic này là cái giá tầm trung, nó thấp tiền hơn mắc 32 và mắc 56 nha. Rồi, như vậy là xong clip chi tiết phân biệt những nếp giống nhau và khác nhau. Giống nhau hết nha các anh chị, nó chỉ khác đường ga Canon thôi. Các em thấy rõ không? Để màn hình gần chút coi. Đó. Thấy không? Rồi bây giờ clip này Khương đã kết thúc ha. Khương nói chuyện rất là bình thường. Bây giờ Khương sẽ tắt và Khương sẽ cắm dây test cho ông G4 này với cặp Mikigo bình thường luôn, ngồi xuống đây hát tại chỗ luôn ha. Cái cục GE4 này thì anh chị em nhiều rồi, cũng mấy chục clip rồi. Khương để qua một bên, Khương sẽ test cục này ha. Rồi cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh của Khương.